Home, hệ thống thiết kế thi công chọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắc Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắc Home đưa lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắc Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng hôm đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Makholm đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu so vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình nên việc xây nhà với mắc hôm dễ dàng hơn bao giờ hết nhanh tay liên hệ mắc hôm qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333 mắc hôm giá trị tạo nên thương hiệu Đây, hey, tôi là Chu và hôm nay thì tôi đến với Mass Home thì tôi đã lựa chọn được cho mình những cái đồ nội thất rất là giá phải chăng và nó rất là đẹp à, đặc biệt nữa là nhân viên ở đây thì tư vấn rất là nhiệt tình nên là rất là mong à, Smart Home sẽ được uh, thành công trong uh, cái uh, bước đường uh, mà Maxon hôm nay khai trương và ngày càng sẽ thành công hơn nữa Cảm ơn mọi người một vài lời giới thiệu của một số người bạn của Khánh Phương thì Khánh Phương đã tình cờ đến với uh, trang thiết bị nội uh, thất của Max Home và sau một khoảng thời gian sử dụng thì uh, các bạn cảm thấy là uh, uh, nội thất ở đây rất là tốt, chất lượng và cảm giác như là nội bền nó rất, rất, là cao và đặc biệt là giá cả rất là phải chăng và phù hợp. Cho nên là Khánh Phương cảm thấy rất là hài lòng về những cái trang thiết bị nội thất. Tôi đã sử dụng Mac Home và rất hài lòng về thiết kế thi công của Mac Home. Phải nói là thiết kế thi công Mac Home đẳng cấp vượt trội. <laughs> Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh youtube của Mark Home Ngày nay chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một công trình 2 tầng hệ mái nhật được Mark Home thiết kế thi công trọn gói cho gia đình nhà chị Nguyễn Thị Len Địa điểm là tại Đại Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương Nếu như quý vị và các bạn nào ở gần khu vực Đại Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương mà muốn xem qua một công trình từ thiết kế đến ra thực tế nó đẹp và đẳng cấp như thế nào Hãy xin mời đến gia đình nhà chị Nguyễn Thị Len à, Trước khi đi vào trong những tiết công trình ở hôm nay chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mac Home Markholm là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Markholm đang là đơn vị lớn nhất, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thiết kế và thi công trọn gói. À, nếu như chúng ta đã sống bên các nước châu Âu, các nước phát triển hơn thì chúng ta đã thấy họ đã thi công trọn gói cách đây hàng vài trăm năm rồi. Và tại các thành phố lớn của Việt Nam thì chúng ta cũng thi công trọn gói cách đây hàng vài chục năm. À, đến thời điểm hiện tại thì đa số mọi người ở các miền quê cũng đã lựa chọn thi công trọn gói thay vì chúng ta tự đi thuê thợ, tự đứng ra thi công như trước đây. À, vậy nên quý vị và các bạn ở xa hay bên nước ngoài Có nhu cầu thiết kế thì câu chuyện gói Hãy liên hệ đến số hotline của bác Home 096 445 8858 Hoặc 0924099999 Đây là các số hotline chúng tôi có Zalo Sẽ hỗ trợ quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm à Thứ bảy là chủ nhật đều nhân viên túc trực À, chúng ta có thể truy cập vào trong website của Mark Home để xem một số những cái chương trình, một số những cái đợt giảm giá hay là tri ân thì Mark Home sẽ update trên website à, tên miền là thiết kế thi công chọn gói .com viết liền không dấu hoặc là Mark Home Group .vn trên này thì Mark Home đang chạy chương trình tri ân khách hàng dịp Tết đến xuân về à, chúng ta lưu ý rằng mỗi năm chỉ có đúng một dịp nên là chúng ta hãy tranh thủ cái khoảng thời gian vàng này để đăng ký thi công chọn gói vào năm sau thì chúng ta sẽ nhận ngay được những cái phần quà những cái ưu đãi như thể là ô tô Kia Morning đây là phần quà mà nó không liên quan gì đến cái dự toán ngôi nhà nên là chúng ta sẽ yên tâm hơn về cái phần quà này. Ngoài ra thì chúng tôi có tặng thêm xe SH Mood, xe Vision, TV màn hình phẳng, lò vi sóng hay là hút mùi. Cái này thì chúng ta chỉ cần đăng ký đúng vào cái đợt ngày 15 tháng 12 trở đi đến hết cái Tết của chúng ta thì chúng ta sẽ có nhận được ngay một số những cái phần quà vô cùng giá trị như thế này. Cái này là một trong những chương trình mà tôi đánh giá rất là tốt của bên Mark Home bởi vì so với lại các đơn vị khác người ta quảng cáo trên TV, trên truyền hình hay là quảng cáo trên các panel office chi phí rất là tốn kém nhưng thực ra cái mà khách hàng nhận được thì không đáng là mấy cả. Nhưng mà với Mark Home thì ngược lại chúng tôi muốn dành những phần quà thực tế những cái phần quà này sẽ dành để tri ân cho những khách hàng đã đồng hành đã theo dõi cùng với lại Mac Home trong suốt một cái thời gian dài vừa qua. Và chính những phần quà này khi được tặng thì tôi nghĩ rằng mọi người sẽ đón nhận cũng như lan tỏa thương hiệu Mac Home một cách nhiều hơn. À, chúng ta xây nhà mà lại được tặng kèm xe để rõ ràng là đó là một điều mà ai cũng muốn đúng không ạ? Nên là quý vị và các bạn mà muốn được những cái phần quà giá trị như thế này thì chúng ta hãy tranh thủ vào cái dịp Tết này, hãy đăng ký, đặt cọc sớm để chúng ta nhận được những ưu đãi Mắc hôm hiện tại cũng là đơn vị tự chủ động được ra sản xuất nguyên vật tư vật liệu vào trong những công trình chọn gói. Chọn gói bây giờ với Mắc hôm đó chính là chọn gói từ nhân công đến vật tư vật liệu. Cái việc mà Mắc hôm tự sản xuất ra vật tư vật liệu nó giúp cho công trình của Mắc hôm thi công chọn gói giá thành rất rẻ. So với lại mặt bằng chung của các đơn vị thi công chọn gói thì giá bên Mắc hôm thi công bao giờ cũng giá thấp hơn, nhưng mà cái chất lượng lại tốt hơn rất nhiều do là chúng tôi sử dụng các cái vật liệu do trực tiếp chúng tôi nghiên cứu sản xuất cũng như thế là phân phối. Ví dụ những cái sản phẩm như thế là sơn này, bột chống thấm khẳng định với quý vị và các bạn là không thua kém bất kỳ cái nhãn hiệu nào cao cấp hiện tại có trên à, thị trường Việt Nam hiện tại. Ngoài ra thì chúng tôi có bệt thiết bị vệ sinh à, vòi tắm hoa sen hay những cái thiết bị à, trong phòng tắm mang thương hiệu Mac Home cũng rất là cao cấp à, thiết bị đèn chiếu sáng à, Mac Home Led và cửa thông phòng composite Ngoài ra là chúng tôi có sàn gỗ, sàn gạch mang thương hiệu của Bắc Home và những cái hệ thống sàn không dầm. Đây sẽ là một trong những cái sản phẩm được ưu tiên trong tương lai bởi vì à, nếu như cái sàn không dầm này với Việt Nam thì chúng ta cũng đã sử dụng cách đây hàng vài chục năm rồi, nhưng mà để áp dụng đến tất cả những công trình ở các cái miền quê thì hiện tại có một mình Bắc Home mới sử dụng cái sàn hộp do Bắc Home sản xuất thôi. Nên là nó sẽ giúp cho những công trình của chúng ta là gì ạ? Không bị cột ở giữa nhà hay là không bị dầm qua đầu giường. Nó sẽ giúp cho chúng ta có không gian rộng hơn rất là nhiều và cái độ bền của nó cũng sẽ tốt hơn bắc hiện tại cũng là đơn vị duy nhất có các thầy phong thủy song hành cùng à, chúng ta sẽ được miễn phí rất nhiều cái chi phí bao gồm là hồ sơ thiết kế này hồ sơ đi xin cấp phép xây dựng này à, các thầy phong thủy bao gồm cả lộ, à, làm lễ động thổ lễ cất nóc hay là lễ về nhà mới và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có đội ngũ giám sát đội ngũ thanh tra xây dựng rất là tay nghề rất là cao à, những cái chi phí đấy thì chúng ta sẽ không mất bất kỳ chi phí nào trong cái quá trình chúng ta thi công chọn gói ấy, nó khác so với lại những đơn vị khác người ta vẫn đang còn thu phí ờ quay trở lại mở nhóm này, à, chúng ta thấy rằng đây là một công trình mang đậm phong cách thiết kế của mark home với cái lối thiết kế đơn giản không quá cầu kỳ à, rất nhiều người thường nói rằng là thiết kế những công trình đẹp có nghĩa là công trình nó phải to nó lớn nó phải xa hoa trắng lệ nhưng với mark home thì không cái tiêu chí của mark home ấy, thứ nhất là nó đẹp thứ hai là nó đúng giá tiền của chủ nhà và thứ ba đấy là bền đấy, nếu như chúng ta mà thiết kế hay là thi công chọn gói một công trình mà nó vượt quá cái tầm tài chính của chủ nhà thì dĩ nhiên là chủ nhà cũng sẽ không có tiền để thi công nên là cái sản phẩm đấy nó sẽ không được hình thành cái thứ hai nữa là làm xong mà không đẹp làm xong mà không bền thì cũng chưa đạt phải cái tiêu chí mà chủ nhà yêu cầu công trình này thì được mắc hôm thiết kế thi công chọn gói tại tứ kỳ hải dương là một trong những công trình mang phong cách thiết kế hiện đại Vậy thì trước khi làm một ngôi nhà, trước khi chúng ta xây dựng Chúng ta hãy nhớ cái việc đầu tiên quý vị và các bạn luôn luôn phải làm Đấy chính là chúng ta xác định cái tầm tài chính Tầm tài chính ngôi nhà của mình dự kiến mình đầu tư bao nhiêu tiền Tầm tài chính này nó sẽ quyết định đến cái phong cách thiết kế à, Cái phong cách thiết kế này bởi vì mỗi một phong cách thiết kế sẽ có một cái mức chi phí khác nhau nên là chúng ta hãy lưu ý à, cái mức chi phí thấp nhất đấy chính là cái phong cách hiện đại phong cách hiện đại thì chúng ta chỉ sử dụng những cái đường kỳ hà ấy, những cái hình vuông hình chữ nhật hình tròn hình tam giác những cái hình nó rất là đơn giản chúng ta không có phù điêu không có hoa văn không có phào chỉ nên là nó sẽ tiết kiệm được chi phí nhân công và vật tư vật liệu cho chúng ta phong cách thứ hai là phong cách tân cổ điển chúng ta thường hay xem các thiết kế của bác Home, quý vị các bạn biết rồi phong cách tân cổ điển chúng ta sẽ thấy có những cái phào chỉ trên đầu cột trên bát cột trên diện tường và đặc biệt ở phía bên trong trần thạch cao rồi là trên các cái nền tường của chúng ta cũng có rất nhiều những cái phào chỉ đơn phào chỉ đôi và thứ ba là phong cách cổ điển hay còn gọi là phong cách classic phong cách cổ điển chúng ta thường hay thấy trong những căn biệt thự những căn lâu đài những căn biệt phủ nên là chi phí của nó rất là cao nhiều khi là cái chi phí đắp phù điêu chúng ta nó gọn cao hơn cái chi phí chúng ta thi công một ngôi nhà cái vấn đề thứ hai quý vị và các bạn phải xác định đấy chính là gam màu và chúng ta luôn nhớ nhá, trong một ngôi nhà chúng ta chỉ xác định một gam màu thôi rất nhiều người thường hay pha màu là phía trước mặt tiền lại màu xanh phía bên hông lại màu vàng ở phía sau lại là màu đen tức là chúng ta chưa hiểu về cách pha màu vậy thì thiết kế một ngôi nhà nó đúng là chúng ta phải chọn gam màu Đấy, gam màu thì chúng ta có ba loại Một là gam màu lạnh Như thể trên màn hình quý vị có bạn xem qua công trình nhà, gia đình nhà chị Len đây Là đang sử dụng gam màu lạnh Gam màu lạnh này thì chúng ta thấy này Cái hệ mái bao giờ cũng là ngói màu xanh Đấy, tường chúng ta cũng là màu xanh Kết hợp với lại màu ghi đen Đấy là những cái màu sắc nó rất nhẹ nhàng Nó không gắt, nó không trói lọi Để chúng ta gọi đây là gam màu lạnh Thứ hai là gam màu nóng Gam màu nóng là rõ ràng phần mái ngói chúng ta sẽ sử dụng là ngói màu nâu, màu cam, màu đỏ tường cũng vậy tường sẽ là màu cam màu vàng hay là màu nâu đất những cái màu sắc nó mang sắc thái nó rực rỡ hơn và thứ ba là gam màu trung tính trung tính thì chúng ta chỉ bao gồm duy nhất là hai màu là màu trắng và màu đen thôi gam màu trung tính có thể đi liền có thể đi bên cạnh với gam màu nóng được cũng có thể đi bên cạnh với gam màu lạnh được nhưng tuy nhiên màu nóng không bao giờ được đi cạnh màu lạnh đấy là cái nguyên tắc bất gì bất dịch trong cái việc thiết kế của chúng ta bởi vì nếu như quý vị các bạn sử dụng cái ngói này màu xanh mà cái nền tường chúng ta lại là sơn màu đỏ thì nó sẽ gây cảm giác là rất là nhức mắt. Nếu như quý vị không tin, chúng ta hãy nhìn vào một công trình mà nó chọn sai cái gam màu. À, chúng ta chỉ nhìn được một lúc thôi, nó cảm giác rất là ức chế cái mắt và chúng ta sẽ không nhìn được lâu dài. À, công trình này được thiết kế với phần cửa chính là cửa gỗ lim Nam Phi. Đa số phải đến tầm 60% các khách hàng ở khu vực phía Bắc của chúng tôi là sử dụng cái cửa chính này là cửa gỗ lim Nam Phi. Nhưng mà với cái kinh nghiệm của tôi thì tôi khuyên quý vị và các bạn chúng ta không nên làm. À, bởi vì khi mà chúng ta làm cái cửa của Lim Nam Phi ấy, nó tiếp xúc trực tiếp với lại ánh nắng, nó tiếp xúc trực tiếp với mưa gió ngoài trời thì nó sẽ bị cong vênh xuống cấp rất là nhanh. Mặc dù là chúng ta đã hong khô tẩm sấy rất tốt rồi, nhưng mà nó có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là do cái thời gì? À, kỳ à, hiện đại ngày nay thì đa số những cái dòng cửa chúng ta à, được thu hoạch từ những cái cây gỗ cây gỗ chúng ta đã làm thương mại hóa rồi. À, tức là chúng ta chỉ chăm sóc nó tầm 5 năm 7 năm là chúng ta đã khai thác. Nó không giống như trước đây. Trước đây chúng ta lên rừng chúng ta kiếm những cái cây gỗ lim có tuổi thọ hàng vài trăm năm. Đấy, nên là cái thớ gỗ của nó đã khác nhau rất nhiều. À, cái thứ hai nữa là khí hậu Việt Nam miền Bắc hay là miền Trung của chúng ta rất khắc nghiệt. À, mùa hè thì vô cùng nắng nóng và mùa đông lại rất là lạnh nên nó có sự giãn nở co ngót, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái bề mặt gỗ của chúng ta. Nên là trong cái thời kỳ hiện tại ngày nay thì tôi khuyên quý vị và các bạn hãy nên sử dụng cửa thép vân gỗ. Cửa thép vân gỗ thì nó có thể là làm bất kỳ cái vân nào chúng ta muốn trông nó y như thật mà nó rất là bền Đấy, chúng ta sử dụng vô tư vài chục năm vẫn không có vấn đề gì toàn bộ cái hệ cửa sổ và hệ cửa thông phòng chúng ta đang sử dụng là cửa nhôm hệ sinh pha kính là kính cường lực 8 ly à cái này thì chúng ta quá yên tâm rồi cái dòng cửa nhôm hệ này nó đã thay thế chất liệu cửa gỗ tự nhiên của chúng ta khá lâu rồi và nó cho chúng ta cái chất lượng cũng rất là tốt và cái giá thành của nó cũng rất là phù hợp với những hệ cửa nhôm chúng ta có như thế là nhôm hệ việt pháp nhôm pma rồi là nhôm sinh pha rồi là nhôm aero window với nhôm sinh pha thì chúng ta có hai dòng một là sinh pha việt nam hai là sinh pha quảng đông à, sinh pha việt nam thì chúng ta có chi phí giao động ở tầm một triệu bảy đến một triệu chín một mét vuông còn lại sinh pha quảng đông của chúng ta là một hai triệu hai đến hai triệu năm một mét vuông đấy là cái chi phí khác biệt à, chúng ta lưu ý bởi vì rất nhiều người không xem video của tôi chúng ta bị nhầm lẫn thế nên là chúng ta cứ nghe sinh pha mà chúng ta không hiểu là sinh pha nó cũng có nhiều loại À, và một cái điều đặc biệt là cái phụ kiện sinh pha phải là dòng kim long chính hãng thì nó mới bền, nó mới lắp đặt được một cách đẹp nhất. À, công trình này có phần tầng 2 sử dụng những hệ lam bê tông đúng rồi thì ngày nay thì chúng ta có thể sử dụng hệ lam bê tông hay là hệ lam sắt sơn tĩnh điện hay là hệ lam hộ ngoài trời nhưng mà bền nhất thì tôi khuyên quý vị và các bạn hãy nên sử dụng hệ lam bê tông à, bởi vì không có gì có thể bền hơn bê tông cốt thép được à, nên là phía trên chúng ta lắp thêm một cái lớp kính cường lực để cho nó ngăn mưa phía dưới chúng ta đổ thêm những cái hệ lam bê tông này thì ra thực tế nó sẽ rất là đẹp và tinh tế À, quý vị các bạn thấy thiết kế của mắt home như thế nào tôi đánh giá các thiết kế của mắt home nó có chiều sâu tôi không nói là xấu hay đẹp bởi vì xấu hay đẹp là phụ thuộc vào cái con mắt nhìn của chúng ta còn lại cái quan trọng nhất là nó phải có hồn để mà thiết kế để mà tạo hình ra một ngôi nhà thì đầu tiên chúng ta phải xác định là nó phải có hồn đấy, rồi sau đấy chúng ta mới nói là nó có đẹp về nó có xấu chứ còn thiết mỗi kế một công trình mà chúng ta nhìn chúng ta cảm nhận nó không có cảm tình thì rõ ràng cái ngôi nhà đấy chúng ta làm nên nó cũng sẽ không được đúng ý chúng ta đúng ạ ở phía bên hông của chúng ta có một cái phần sảnh phụ này À, đây là góc nhìn ở phía trên cao xuống à, công trình thì được lập hệ ngói Fuji và vì kèo siêu nhẹ với ngày nay thì đa số chúng ta đã sử dụng hệ vì kèo thép siêu nhẹ rồi trước đây thì chúng ta còn hay sử dụng cái dòng à, sắt hộp hay là cái dòng kẽm đấy nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng những cái mối hàn đấy chúng ta phá vỡ liên kết của nó mà chúng ta không xử lý mối hàn nó cẩn thận là sau này nó sẽ bị oxy hóa còn với ngày nay thì tôi khuyên quý vị của bạn chúng ta hãy nên sử dụng vì kèo siêu nhẹ à, thứ nhất là nó sẽ giảm tải trọng cho phần mái chúng ta cái thứ hai là nó sẽ bền hơn rất là nhiều à, tôi đã làm rất nhiều các công trình rồi tôi đánh giá là cái vị kèo siêu nhẹ nó vẫn rất tốt à, chúng ta không phải hàn như trước đây không phải cân chỉnh quá nhiều mà ngày nay chúng ta lắp dựng nó rất là dễ À, công trình này à, với cái phần sân ở phía bên hông cũng khá là rộng à, chúng ta bốn mặt là bốn mặt tiền không như trước đây trước đây chúng ta cứ hiểu rằng nhà chúng ta chỉ có một hoặc hai mặt tiền nhưng với ngày nay các quy trình nhà vườn của chúng ta đa số sẽ là có bốn mặt tiền bởi vì bốn mặt chúng ta sẽ tiếp xúc với ánh sáng thiên nhiên lấy được càng nhiều ánh sáng lấy được càng nhiều gió thì đó mới là công trình đẹp đấy chứ chúng ta đừng nghĩ là công trình là cứ phải tường cao rồi xây nhà cao. Còn đây là mặt bằng bóc mái này. Bóc mái chúng ta thấy cái lối vào cửa chính này là cái bộ uh, phòng khách. Phòng khách với phòng bếp sẽ liên kết với nhau thông qua một hệ vách lam. À, chúng ta có cầu thang này. Đấy, phòng uh, ngủ dành cho ông bà. Đấy, có thêm một phòng ngủ phụ ở phía sau và có khu vực bếp nấu và một nhà vệ sinh. À, sang một góc khác. Đây là góc nhìn nhìn từ trên cao xuống. Lên trên tầng 2 chúng ta có tận 3 phòng À dưới 2 phòng ở trên tầng 2 là có tận 3 phòng Rất là nhiều phòng ốc Như vậy là ngôi nhà này có tận 5 phòng ngủ à, Phù hợp với lại những gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ trở lên Phía sau này thì chúng ta có một nhà vệ sinh Và có một phòng thờ Đặc biệt là chúng ta có khu vực sân trời phía trước Và có một cái khu giặt phơi phía sau À, nếu mà theo ý kiến của tôi thì uh, trên tầng 2 này chúng ta đang thiếu một nhà vệ sinh nữa bởi vì chúng ta có tận 3 phòng ngủ mà, đúng không? Theo cái tiêu chuẩn thiết kế thì chúng ta sẽ cần hai nhà vệ sinh. À, đấy là cái số lượng tối thiểu của chúng ta. À, đây là một góc khác, chúng ta xem qua hiện trạng. Đây là hiện trạng gia đình nhà chị Len. À, nói chung là bây giờ thì các công trình xây dựng cách đây hàng 20 năm 30 năm thì nó đã xuống cấp rồi. Ở tại Việt Nam của chúng ta thì uh, trong 5 năm tới thì tôi nghĩ rằng cái số lượng thi công cái các cái công trình của chúng ta đổi mới lên rất nhiều và Mark home cũng là một đơn vị đóng góp rất nhiều những công trình đẹp ở trên toàn quốc uh, hầu như là tôi thi công xong các công trình ở các ngôi làng là uh, xung quanh mọi người cũng đến ký kết hợp đồng uh, liên tục bởi vì cái sản phẩm chúng tôi luôn luôn còn mãi chúng tôi không phải quảng cáo quá nhiều những sản phẩm đấy chính là những cái sản phẩm để quảng bá đến mọi người trong làng mọi người sẽ đến hỏi han chủ nhà xem là đơn vị này thi công có nhanh hay không là làm tài nghệ có tốt hay không và cái quy trình làm có đẹp hay không thì từ đấy chắc chắn rằng mọi người sau khi tham khảo xong sẽ ký kết thêm rất rất nhiều các hợp đồng bởi vì mọi người đều nhận thấy rằng là thi công chọn gói nó tiết kiệm hơn cái việc mà chúng ta tự thi công rất nhiều lần à, còn đây là hình ảnh chụp từ phần cam từ trên xuống đây là khuôn viên khu đất sau này sẽ thi công à, đây là đường vào rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua chi tiết ngôi nhà này để chúng ta biết được ngôi nhà này có công năng như thế nào trước hết thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ sơ thiết kế kiến trúc thì trong một bộ sơ chúng ta luôn luôn nhớ cho tôi là chúng ta phải có ba bộ ba phần chính một là kiến trúc hai là kết cấu ba là điện nước ngoài ra thì chúng ta cần đến phong thủy cần đến nội thất cần đến dự toán đấy là những phần phụ có thể có sau nhưng bắt buộc chúng ta phải hiểu về kiến trúc hiểu về kết cấu và hiểu về điện nước thì nó mới cấu thành ra một ngôi nhà được để trong cái phần hồ sơ kiến trúc này chúng ta sẽ xem qua cái phần mục lục bản vẽ. Đấy, mục lục bản vẽ nó giống như cái việc mà chúng ta đọc một cuốn sách vậy. Thế thì trong cuốn sách nó sẽ có rất nhiều chương, nó có rất nhiều bài, nó có rất nhiều cái mục chú thích. Thì trên cái phần mặt bản vẽ kiến trúc này chúng ta có 42 mục chính là 42 mục chính và gồm hàng trăm mục vụ Nhưng mà chúng ta không cần nhớ hết bởi vì trong một 2 tiếng chúng ta không thể nào chúng ta xem hết được. Chúng ta không thể nhớ hết được nên là quý vị và các bạn hãy nhớ một cách đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta nhớ đến mặt bằng bởi vì mặt bằng nó liên quan đến công năng, liên quan đến diện tích, liên quan đến phong thủy ngôi nhà. Cái thứ hai là chúng ta liên quan đến phần mặt đứng mặt cắt nó sẽ cho chúng ta biết được cái chiều cao, chiều rộng và đặc biệt hơn nữa là cái mặt cắt nó sẽ cho chúng ta thấy được cái cấu tạo bên trong ngôi nhà. Và thứ ba đây là chi tiết của cầu thang, chi tiết của nhà vệ sinh. Cuối cùng đấy chính là cái chi tiết của cửa đi bởi vì nó liên quan đến kích thước lộ ban. Rồi, đấy là những cái quý vị các bạn lưu ý cho tôi thôi. Nên là xem video của tôi rất nhiều người sẽ rất dễ hiểu bởi vì có những cái gì quan trọng, có những cái gì lưu ý là tôi sẽ gạch đầu dòng ra, tôi sẽ nói tập trung vào trong đấy thì chúng ta sẽ rất dễ hiểu được, chúng ta sẽ nắm bắt được cả kỹ thuật Lận mỹ thuật của ngôi nhà Đây là về mặt bằng tổng thể Ngôi nhà này có khuôn viên khu đất Cũng chưa phải là vuông vắn à, Chưa nói là hơi méo một chút Những cái đất ngày xưa của ông bà thì Chủ yếu là đất vườn Nên là chúng ta biết rồi Ngày xưa khai hoang ra được bao nhiêu Thì chúng ta làm sổ đỏ bao nhiêu Không như ngày nay Ngày nay thì chúng ta là phân lô Phân lô nên là khuôn viên khu đất Bao giờ nó cũng sẽ rất là vuông vắn thì trên cái phần mặt bằng tổng thể này quý vị có bạn để ý cho tôi một số cái mục đầu tiên là phần hoa gió hoa gió thì luôn luôn quay đến hướng 12 giờ đây là cái điểm nhấn đầu tiên và cũng là cái chúng ta phải lưu ý à, không những trong cái bộ hồ sơ thiết kế mà còn trong hồ sơ cấp phép xây dựng hay là trong hồ sơ về quy hoạch hay là trên chính cái biểu đỏ chúng ta được cầm trên tay ấy, thì cái hoa gió cũng luôn quay đến hướng 12 giờ thế thì trong cái phần mặt bằng tổng thể này nó sẽ cho chúng ta biết được cái danh giới cái chỉ giới đường đỏ chỉ giới xây dựng những cái mà chúng ta quan tâm À, và với ngày nay thì tôi khuyên chúng ta trước khi làm nhà hãy gọi bên địa chính xuống để người ta xác nhận cái mốc tọa độ của chúng ta và người ta sẽ cho chúng ta được xây bao nhiêu tầng và chiều cao mỗi tầng là bao nhiêu rất người nhiều người đến ngày nay chúng ta vẫn xem hay thị thường cái vấn đề hồ sơ xin cấp phép xây dựng đấy là một trong những cái lỗi mà tôi thấy đa số mọi người ở các miền quê chúng ta đang gặp phải và năm năm sau 10 năm sau cái đất của chúng ta lúc đấy chật trội lắm rồi nên là lúc đấy có kiện tụng, nhà nước có lấy thêm đất, có mở rộng đường hay là có những cái sự tranh chấp, va chạm giữa các hàng xóm với nhau, giữa nhà hàng xóm với nhà mình. Thì cái bộ sơ cấp phép nó là cái sẽ bảo vệ cái quyền lợi của chúng ta rất tốt. Thế nên là ngày nay chúng ta mất chỉ mất khoảng 2 triệu trên một bộ sơ cấp phép tại các miền quê. Thì tôi khuyên quý vị và các bạn chúng ta hãy nên làm nên làm và cất vào trong két quý vị các bạn buổi tối ngủ cao đầu. Trong đấy bao gồm sổ đỏ và hồ sơ xin cấp phép xây dựng Tôi nói thật 5 năm sau 10 năm sau không ai dám động lên đất của mình. Đấy bởi vì chính quyền nhà nước đã cấp cho chúng ta rồi, đã cho phép chúng ta xây dựng để sau này muốn lấy đất phải đền bù đúng với ý mà mình mong muốn, đúng không ạ? À, tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ quan tâm đến mặt bằng bát trạch. Thế thì trên một bằng bát trạch thì chúng ta sẽ xác định được ra chủ sẽ năm sinh năm 1968 hướng đông bắc là hướng sinh khí là phúc lộc vẹn toàn. À, hướng tây là hướng thiên y thiên thời che chở à, hướng bắc là hướng diên niên mọi sự ổn định hướng tây nam là hướng phục vị được sự giúp đỡ tới đây mới là tới cái vấn đề của các thầy phong thủy các thầy phong thủy sẽ tính toán cùng với lại các kiến trúc sư xem xem nên bố trí phòng à, bếp ở đâu nên bố trí phòng thờ ở đâu phải bố trí cầu thang ở đâu bố trí cửa chính ở đâu à, nên là có vấn đề gì à, các thầy phong thủy sẽ lên hết những cái hướng cái phương cái vị ngôi nhà của mình để giúp cho công trình của mình giúp cho các cái gia chủ sinh sống trong khuôn viên đất của mình sau này được cắt được hơn, được à, nhiều lọc hơn và đặc biệt là các thầy phong thủy của Bắc Home có những cái cảm nhận âm rất tốt. Nếu như khuôn viên khu đất của mình có miếu hay là có những cái đồ đạc nằm ở dưới sâu ở dưới nền đất mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến tâm linh thì các thầy phong thủy của Bắc hôm đến và cảm nhận sẽ chỉ đích danh ở đó. Nếu như quý vị và không các bạn không tin hãy liên hệ đến số của các thầy phong thủy bên Bắc Home. Đấy, kể cả là chúng ta không thi công chọn gói cũng được, chúng ta cứ tham khảo một cách thoải mái. Đấy các thầy sẽ có những cái cái kinh nghiệm làm lâu năm và có những cái giác quan thứ sáu sẽ chỉ đích danh là cái khuôn viên đận của mình là nó có xấu hay không nó đẹp hay không nên là rất nhiều cái khách hàng thời gian vừa qua đã làm việc với các thầy phong thủy của bác hôm và đánh giá tay nghề rất là cao cũng như thể là cái uh, chuyên môn cũng như thể là cái uh, hỗ trợ khách hàng rất là tận tình đây là mặt bằng chi tiết không gian ở dưới tầng 1. Chúng ta lưu ý nhá, trong khu vực miền Nam và miền Tây chúng ta gọi là tầng trệt và lầu 1, lầu 2. Nhưng mà khu vực miền Bắc và miền Trung thì chúng ta gọi là tầng 1, tầng 2 cho nó dễ nhớ. Thì tôi xin phép gọi đây là theo tầng 1. Thì với diện tích tầng 1 chúng ta nhân cho tôi một cái phép tính sơ bộ thôi. Chiều ngang chúng ta đang là 13,12. Nhân với lại chiều sâu chúng ta đang là 9,54. Rồi diện tích chúng ta là 125 mét vuông Đây là một diện tích phù hợp chứ cũng chưa phải là to và cũng không phải là bé Diện tích này thì rất là phù hợp và rất là đẹp Đấy, Con số 125 m với 130 m là tôi đánh giá là phù hợp với chúng ta Thế thì với 125 mét vuông này, công trình chúng ta sẽ bố trí gồm hai lối tiếp cận, một lối đi vào từ sảnh chính và hai lối đi ra sảnh phụ. Đây là cái chính xác. Bởi vì thiết kế một ngôi nhà chúng ta lưu ý bất di bất dịch phải cần tối thiểu hai lối, có lối vào phải có lối ra. À, có chính phải có sự à, có chính thì phải có phụ và có đàn ông phải có đàn bà đấy chính là cái tiêu chí cho một ngôi nhà đầy đủ phong thủy của chúng ta đúng ạ thế thì một ngôi nhà như vậy mới là một ngôi nhà đầy đủ về sinh khí đầy đủ về phong thủy nó mới tốt được vấn đề thứ hai là tim và sảnh chính không bao giờ được nằm trên một đường thẳng với tim sảnh vụ như trong đây là các kiến trúc sư của mang hôm đã thiết kế theo hình vuông góc à, theo cái đường vuông góc này nó rất là tốt bởi vì nếu như chúng ta để nó theo một hàng thẳng là nó sẽ bị phạm vào lỗi đại kỵ à, một cái lỗi đồng trục xuyên tâm lỗi này nó sẽ khiến cho chủ nhà làm được tiền rất nhiều nhưng không giữ lại được Đấy, cứ làm lại hết, làm lại hết, làm lại hết Đầu năm làm được, cuối năm lại hết Đấy chính là cái lỗi đồng trục xuyên tâm này Nó sẽ cuốn tài sản của chúng ta đi rất nhanh Mà chúng ta còn không để ý tới Đấy, nó cũng tương tự như thể là cái lỗi Ba bậc cầu thang cuối cùng trải trực tiếp ra bên ngoài cửa chính Đấy cũng là cái lỗi rất là nặng, đại kỵ trong phong thủy Chúng ta có một khu vực phòng khách rộng 23,5m2 Phòng khách sẽ liên thông với khu vực bếp rộng 21,5m2 và chúng ta có tận hai phòng ngủ ở dưới tầng 1 mỗi phòng từ 12 đến 14m2, có một nhà vệ sinh chung ở phía bên ngoài. Đấy, công năng như thế này là quá tuyệt vời rồi, tôi đánh giá rất là cao uh, công trình, công năng của gia đình nhà chị Len. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thứ nhất là chúng ta bố trí được tận hai phòng ngủ dưới tầng 1 đây là điều mà tôi nghĩ rằng không phải là uh, công ty nào cũng có thể bố trí được như thế này, đúng không ạ? Không gian rất là linh hoạt, uh, rất là thoải mái và chúng ta sống được đông người trong ngôi nhà của chúng ta lên trên tầng 2 tầng 2 thì chúng ta lại có tận 3 phòng ngủ như vậy là ngôi nhà này có tận 5 phòng Đấy, một trong những cái không gian nó cũng không phải là quá lớn với 125 mét vuông tôi nghĩ nó là vừa phải thôi nó là trung bình thôi không phải là quá lớn và chúng ta sẽ có một khu vực phòng thờ rộng 10 mét vuông quý vị các bạn để ý này cái bậc thang cuối cùng mà nhìn được trực diện phòng thờ hay là nhìn vào bên hông phòng thờ là chúng ta phải có một cái lớp CNC, một bức vách CNC để ngăn chặn là những luồng sinh khí Đấy, bởi vì những cái khí xấu này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái khu vực thờ của chúng ta Nên là chúng ta luôn luôn để ý là làm thêm những vách CNC như thế này Đấy, Nên là nó rất là quan trọng Xem qua phần mặt cắt và phần mặt đứng nào Đây là về phần mặt đứng ngôi nhà này Mặt đứng ngôi nhà quý vị các bạn để ý từ đỉnh má nó cốt 00 của chúng ta đang là 10m34 Đấy, chiều cao thông thủy ở dưới tầng 1 đang là 39 và chiều cao thông thủy ở tầng 2 đang là 36. Chúng ta lưu ý nhé, kích thước thông thủy nó là những con số chia hết cho 3 thì nó mới là con số đẹp. Đấy, rất nhiều người cứ hay nghĩ rằng chiều cao để thế nào cũng được. Tôi thích để 1945 hay là à, 3m75 hay là 3m62 là cũng được thực chất là chúng ta không am hiểu về cái kỹ thuật xây dựng chúng ta luôn luôn nghĩ như này mỗi một con người mỗi một kích thước đồ đạc nó đều có những cái tỷ lệ nhất định đã được quy chuẩn quy hoạch số đã được hóa số rồi ví dụ như cái chiều cao của bàn học chiều cao của ghế ngồi tại sao bất kể cái ghế nào nó cũng có cùng một cái chiều cao hay là bất kể cái bàn nào nó cũng có cùng một cái chiều cao bởi vì nó đã được số hóa rồi và những cái tỷ lệ về chiều cao như con người như bàn như ghế như giường như tủ nó sẽ có những cái liên quan mật thiết đến nhau đấy là những chỉ số vàng nên là chúng ta phải lưu ý còn đối với lại chúng tôi chúng tôi đã được đào tạo từ các trường đại học nên là chúng tôi sẽ am hiểu cũng như để cái kinh nghiệm thi công chọn gói bên ngoài quá nhiều nên là đụng đến phần nào thì chúng tôi sẽ am hiểu cái phần đấy nó rất là kỹ nên là chúng ta lưu ý cho tôi một cái rất là nhỏ thôi nhưng mà ai cũng sẽ phải nhớ đó là lựa chọn kích thước thông thủy chiều cao nhà là những con số chia hết cho ba Tương tự đối với lại phần mặt cắt ngôi nhà này. Trong mặt cắt thì chúng ta sẽ xác định được những cái vị trí nó đi phải âm cốt nền. Đặc biệt là ban công như sảnh chính, như sảnh phụ, như sân ướt, như nhà vệ sinh là chúng ta phải hạ cốt. Đây là cái việc mà tôi thấy rất nhiều những cái đơn vị thợ người ta cố tình bỏ qua. Bởi vì làm như thế là người ta không phải hạ cốt pha. Người ta sẽ tiết kiệm được cái chi phí về cốt pha phải chặt, phải ghép. hai nữa là người ta thi công nó cũng sẽ nhanh hơn. Nên là trong quá trình làm mà chúng ta phải lưu ý. Những cái nào nên làm mà chúng ta hãy nên làm Đấy, những cái vị trí như ban công bởi vì khi nước mưa nó xuống trời mưa bão lũ lụt, lụt chúng ta biết rồi cái mực nước hay là cái cường độ nước nó áp lực rất là lớn nên là nó không thoát kịp thì nó sẽ chảy ngược vào trong nhà đấy là một trong những cái điều quan trọng thế thì trên mặt cắt này quý vị và các bạn lưu ý cho tôi có ba cái dạng nét chúng ta phải lưu ý một là nét hách nét hách đen như thế này là nó đang mô phỏng cho nét bê tông nét tường nét dầm nét cột đấy cứ nét hách đen này chính là cái nét cắt qua bê tông cái thứ hai là nét liền thấy Đấy, nét liền thấy hay còn gọi là à, nét mảnh thì chúng ta sẽ để ý được những cái nét liền như thế này. À, nó chính là cái chi tiết của cửa đi, chi tiết của cầu thang rồi chi tiết của những cái gờ phào chỉ để chúng ta gọi là nét liền thấy. Cái thứ ba là nét khuất, hay còn gọi là nét đứt này ví, ví dụ như những bậc cầu thang tức là nó vẫn có nhưng mà nó đã khuất sau một cái vật thể thì chúng ta gọi đây là nét đứt và nét khuất. Thì đấy là cái cách mà chúng ta xem qua các bạn vẽ mặt cắt thôi. Đấy, sau đấy thì chúng ta sẽ xem qua cầu thang. Cầu thang ở một ngôi nhà chúng tôi nhấn mạnh rồi. Trong bất kể ngôi nhà nào chúng ta phải lưu ý cầu thang nó là cái nhân giao thông, nó rất quan trọng. Đấy, rất nhiều người làm nhà rất to, rất hoành tráng nhưng cầu thang lại bé. Đấy, cái phong thủy chúng ta đã bị ảnh hưởng rồi. Chưa kể là ngày lễ, ngày Tết chúng ta bông, bưng cái mâm cơm lên cúng các cụ. À, cúng cái bàn thờ trên tầng 2 không thể bưng được mà bưng là phải bưng chéo không may nó đổ không may nói và chưa kể là có người đi lên người đi xuống nữa chúng ta mới thấy lúc đấy à nghe theo thợ bảo là làm cái cầu thang nhỏ lại để tiết kiệm nhưng thực ra không phải cầu thang là phải thiết kế to nên là tối thiểu của nó phải được một mét trở lên còn lại để mà rộng rãi thì chúng ta sẽ làm một mét năm đến một m sáu đi lại nó cũng sẽ đỡ cảm giác là nó sẽ đỡ dốc hơn cái thứ hai là, là à, nhìn nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều và chúng ta lưu ý cái cách đánh số bậc Đấy, đánh số bậc chúng ta đánh là 21 bậc, 22 bậc, 23 bậc, 24 bậc và con số bậc 25 là quay về cung sinh. Sinh là áo bệnh tử, chúng ta luôn luôn lưu ý là như vậy. Thế thì cái bậc cuối cùng không bao giờ chúng ta được lựa chọn là bậc chẵn. Thứ nhất là nó xấu, cái thứ hai là nó liên quan đến bàn trần trụ. Rất nhiều người làm cái bậc cuối cùng là 24 bậc và đi rất dễ vấp ngã. Đấy là trường hợp tôi thấy rất nhiều. Chúng ta tự làm chúng ta không có những cái chuyên môn, không có kinh nghiệm. Còn đối với lại chúng tôi, chúng tôi đã làm qua hàng nghìn công trình rồi. Qua một cái thập kỷ vừa qua chúng tôi đã thi công hàng nghìn công trình ở trên khắp cả nước nên là chúng tôi biết được cái nào à, nên làm cái nào không nên làm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem qua cái chi tiết của nhà vệ sinh. À, chi tiết nhà vệ sinh là một trong những chi tiết rất quan trọng mà trong bất kỳ video nào tôi phải nhấn mạnh bởi vì trong nhà vệ sinh cái diện tích của chúng ta nó rất là bé nó cực kỳ bé mà trong đấy chúng ta lại nhét nào là bồn cầu nào là vòi hoa sen lavabo rồi là vách kính tắm đứng rồi là vòi sen đứng vòi sen nằm à, có rất rất nhiều cái thiết bị à, có những cái trường hợp mà tôi phải nói rằng là cười ra nước mắt tức là chủ nhà tự thi công à, tự thi công thì thợ ốp lát thợ xây người ta cứ làm theo đúng cái chỉ định của mình thôi à, cái thợ cửa người ta cũng lắp cửa rất là vuông vắn rất là đẹp rồi đến cái ông mà đi lắp lavabo cuối cùng ông điện nước ấy, lắp lại không lắp được À, bây giờ không thể xoay hướng nào mà muốn xoay là phải đục cái đường ống ra đấy nên là cái trường hợp mà chúng ta thấy à, đập đi sửa lại đập đi sửa lại rất nhiều nếu như chúng ta không có kinh nghiệm không có chuyên môn và không có những cái, cái tính toán ngay từ ban đầu à, cái vấn đề mà nó tốn kém tiền do chúng ta phải đập đi sửa lại đấy là cái vấn đề bài học do chúng ta có một cuộc đời có khi là có những người chỉ xây đúng một lần đấy, nhiều nhà có điều kiện hơn thì sẽ xây hai ba căn nhưng mà hầu hết là mọi người sẽ xây một đến hai căn là đã hết cuộc đời rồi Thế thì trong cái nhà vệ sinh này quý vị các bạn hãy để ý cho tôi cái phần mặt cắt. Chúng ta có hai cách thi công trần. Một là chúng ta sử dụng trần nhựa hay là trần chịu nước thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì trong nhà vệ sinh thì chúng ta biết rồi. À, chúng ta có rất nhiều những cái nước chúng ta tắm rửa chúng ta vẫy bẩn lên hay là cái hơi nóng trong cái bình nóng lạnh đấy nó sẽ ảnh hưởng đến trần và nó sẽ gây nên hiện tượng là xuống cấp rất là nhanh hay là ẩm mốc À, biện pháp thứ hai là chúng ta đổ trần thạch cao sẽ tận dụng nó làm một cái kho, cái kho trên đầu nhà vệ sinh. Chứ, cái này thì tôi thấy cũng rất nhiều gia đình làm và tôi khuyên là có thể làm được. À, bởi vì nó có thể là giúp cho chúng ta tận dụng lại để những cái đồ đạc chưa dùng tới. Hai nữa là giấu cái bình nóng lạnh ở phía bên trên. À, tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ xem qua cái phần chi tiết về cửa chính, cửa đi. Cái này nó liên quan đến kích thước lộ ban này. Để xem cái này quý vị và các bạn vào trong cái mặt bằng định vị cửa thì mỗi một cái ô cửa chúng ta sẽ có những cái khoanh tròn. À, Khoanh trò này thì nó sẽ mô phỏng cho chúng ta được cái ký tự, cái kích thước, cái chú thích của chúng ta à, Ví dụ như D1, D2, D3 là viết tắt của cửa đi à, S1, S2, S3 là viết tắt của cửa sổ DVK là viết tắt của cửa đi nhà vệ sinh SVK là viết tắt của, của cửa, cửa sổ nhà vệ sinh Thế thì trong cái bản vẽ này chúng ta lưu ý đến những ô vuông tròn, những ô tròn như thế này Chúng ta sẽ thấy cái kích thước của nó là 2m x 2700 và trên cái chiều cao là 0.00 Đấy, tương tự chúng ta sẽ thấy này Đấy, D2 này, 2700 x 2700 trên là 0.00 Chính là kích thước chiều dài và chiều rộng và được lắp đặt so với lại cốt nền Đấy, chúng ta lưu ý Đấy là một trong những cái quan trọng khi mà chúng ta tra cứu Đấy, tiếp tục đến cái phần chi tiết của cửa đi, à, cửa sổ và cửa thông phòng Đến đây thì quý vị và các bạn hãy vào trong website của Mac Home Chúng ta vào trong mục thước lộ ban Trong mục này chúng ta có 3 loại thước Đấy, loại thước đầu tiên đấy chính là loại thước 52.2 chúng ta gọi đây là thước lộ ban chuyên đo về à, kích thước cửa đi cửa sổ còn thứ hai là thước lộ ban 42.9 gọi là thước dương trạch thước này là chuyên đo về khối bệ bậc đấy, và thước thứ ba là thước lộ ban 38.8 là thước âm phần thước này thì chuyên đo về ban thờ rồi tủ thờ rồi mồ mã thế thì khi mà chúng ta nhập con số ở đây ấy, thì cái kích thước trên cái website của Mark Home này đã được tích hợp rồi nên là nó chính xác một cách tuyệt đối nên là chúng ta không phải lo về cái vấn đề là chúng ta tra cứu nó bị sai số thế thì trên này chúng ta lưu ý này chúng ta sẽ nhập vào đây những cái kích thước những cái con số ví dụ như trong cái bản vẽ này chúng ta đang thấy nó là 2700 thì chúng ta nhập vào trong này nó sẽ còn 1610 bởi vì chúng ta phải trừ đi những phần khuôn bao trừ đi những phần cố định thì chúng ta sẽ còn cái kích thước lọt sáng lọt khe thì 1610 này nó nằm trong cái khoảng quý nhân à khoảng phát đạt đấy, trong cái cung phát đạt nó nằm trong khoảng quý nhân khoảng này thì gia chủ luôn được những điều khả quan làm ăn thì phát đạt bạn bè được trung thành đấy là những cái mà tôi nghĩ ai chúng ta cũng cần khi mà chúng ta làm nhà còn nếu chúng ta không may nó rơi vào cung án thành chỉ hơn nhau vài mm thôi có những người là người ta nghe lời thợ thợ để khuyên làm rộng hơn mục đích của thợ chỉ làm rộng hơn để kiếm thêm tiền nhưng mà không may được đẩy chủ nhà vào cái cung án thành cung này nó nằm trong khoảng hiểm họa khoảng này rất là xấu và gặp khoảng này thì chủ nhà sẽ bị tán ra bại sản trôi giạt tha phương đấy, trong gia đình là lúc nào cũng có người ốm đau đấy là cái rất là hại khi mà chúng ta nghe theo những người thợ không có chuyên môn cái hồ sơ thứ hai tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đấy chính là hạng mục về kết cấu. Đấy, kết cấu cho một ngôi nhà thì nó rất là đơn giản thôi, nó không có một cái gì cầu kỳ cả. Thì trong kết cấu một ngôi nhà chúng ta đến cái mục đầu tiên là cái phần móng. Móng ngôi nhà này đang sử dụng là hệ móng băng. Thế thì làm thế nào chúng ta xác định biết được ngôi nhà chúng ta nên sử dụng móng gì thì như quý vị và các bạn đã theo dõi các video của tôi chúng ta cũng đã biết rồi. Để xác định được ngôi nhà hệ móng gì chúng ta cần có hai bước. Bước đầu tiên là khoan thăm dò địa chất. Khoan thăm dò địa chất nó sẽ cho chúng ta biết được các tầng lớp cấu tạo địa hình địa chất của khuôn viên khu đất của mình Và nó sẽ có những cái biểu đồ, có những cái đánh giá, có những cái thông số để cho chúng ta biết được là nên sử dụng loại móng gì Cái thứ hai là nhìn vào mắt thường à, Đối với tôi thì tôi chỉ cần nhìn vào mắt thường rồi cũng có thể dự đoán ra được rồi à, Nhìn vào mắt thường thì chúng ta thấy những công trình mà xây trên nền đất ao, đất hồ mặc dù đã lấp rồi à, Hay là đất yếu, đất ruộng thì chúng ta bắt buộc phải áp cọc Cọc chúng ta phải sử dụng là cọc bê tông nhưng ngày xưa thì ông cha ta chúng ta đang hay sử dụng là cọc tre cọc luồng rồi cọc cửi tràm nhưng mà tôi khuyên là chúng ta không nên bởi vì tre với luồng hay là cửi tràm nó chỉ có tác dụng khi mà dưới âm của chúng ta là có nước Đấy, bởi vì ngày xưa làm ở đồng ruộng làm ở những cái khu vực cạnh sông cạnh hồ đến nước rất nhiều nhưng mà với xã hội ngày nay thì những ngôi nhà mọc lên san sát nhau một cách rất là nhanh chóng nên là cái mạch nước ngầm nó cũng sẽ bị tiêu biến đi rất là nhanh nên quý vị của bạn này nên làm bằng kết cấu bê tông cốt thép còn lại nhà nào có điều kiện hơn thì chúng ta làm khoan nhồi Đấy là ép cọc lý tâm cũng được Thứ hai là với những công trình xây trên nền đất liền thổ, đất sét lâu năm chúng ta sử dụng móng băng hoặc móng bè. Còn thứ ba là xây trên nền đất đồi, đất đá, đất phong hóa chúng ta sử dụng là móng đơn hoặc móng cốc. Đấy là cái cách nhận biết rất là dễ dàng. À, còn lại một vấn đề nữa là chúng ta sẽ tính cái tải trọng ngôi nhà ví dụ như ngôi nhà này là bao nhiêu tấn sẽ phân bố ứng lực lên bao nhiêu cái cột mỗi cột là chịu bao tấn thì chúng ta sẽ biết được và từ đấy chúng ta sẽ ra được cái biểu đồ ứng lực dựa trên cái kết cấu các hệ cột của chúng ta nên là chỗ nào có mô đun cột rồi chúng ta sẽ biết được cái tải trọng của ngôi nhà này thế thì trong cái bản vẽ kết cấu này có một cái hay mà rất nhiều các đơn vị thi công người ta rất thích cầm cái bản vẽ của bác hôm bởi vì đụng đến phần nào cũng có bóc tách chi tiết đụng đến phần nào cũng có diện tả diện giải nên là thợ thi công người ta chỉ việc làm theo đúng cái bản vẽ là đã rất là đẹp rồi và rất là chắc chắn rồi đấy chúng ta để ý qua đây ngay cái phần mặt cắt cột này đấy, cắt cột qua rồi cắt qua hệ móng này nó rất là chắc chắn đấy quý vị và các bạn để ý qua Thế nên nó khác so với lại những đơn vị khác Những đơn vị khác thì hầu hết đây là bản vẽ người ta muốn giấu đi Bởi vì trên bản vẽ kết cấu là cái mà người ta có thể ăn bớt sắt thép được Ăn bớt được bê tông, ăn bớt được rất nhiều thứ ở trên này Nhưng mà với mắc hôn thì khác Kể cả cái bể nước, bể phốt chúng tôi cũng có bản vẽ chu thích rõ ràng Sử dụng bao nhiêu khối gạch, bao nhiêu xi măng, bao nhiêu cây thép là có hết Nên là khi mà làm nhà, chủ nhà hạn chế được việc uh, cái việc phát sinh đến tuyệt đối tức là không có phát sinh trong suốt quá trình thi công chọn gói nên là chúng ta sẽ rất yên tâm à, đã thi công với mắc hôm thì chúng tôi dám cam kết với chủ nhà rằng là gì không phát sinh bởi vì toàn bộ khối lượng toàn bộ bản vẽ là chúng tôi đã nắm bắt được rồi nên là chúng ta sẽ luôn yên tâm ngoài ra là các phần thân rồi phần mái à, cũng đều có bản vẽ chi tiết quý vị và các bạn cứ để ý cho tôi là phần mái chúng ta có ba biện pháp thi công chính một là chúng ta xây tường và không đổ mái bằng à, trường hợp này thì tôi khuyên chúng ta không nên làm cái việc chúng ta không đổ máy bằng chúng ta đóng thay cao xuống phía dưới nó chỉ đẹp trong thời gian đầu. Chỉ được 2 3 năm sau đấy cái phần ngói chúng ta nó tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng rồi mưa rông bão lụt là nó có hiện tượng là bị sụt, bị xê dịch nên là nó sẽ bị nước hay là chuột chim nó vào. Nó vào thì nó sẽ xuống cấp với trần rất là nhanh nên là chúng ta lưu ý. Cái thứ hai là với những công trình mà chúng ta đổ bê tông máy bằng sau đấy chúng ta lợp vì kèo. Đây là biện pháp phải đến 80% mọi người đang sử dụng. Đấy, còn thứ ba là chúng ta đổ bê tông máy bằng xong lại tiếp tục đổ bê tông máy vát thì tôi khuyên chúng ta cũng không nên làm bởi vì nó quá là tốn kém một mét bê tông máy vát nó sẽ bằng 1,5 lần mét bê tông máy bằng nên là chúng ta biết rồi nó rất chi phí rất là cao còn là các hệ tường chúng ta ngày nay chúng ta sử dụng là cột chịu lực rồi cột và dầm chịu lực rồi nó không như trước đây trước đây thì cha ông chúng ta thường hay làm là tường chịu lực còn với ngày nay thì tim cột hệ bê tông có thép chịu lực rồi cái tường bây giờ nó mục đích chỉ là cái tường bao tường bao che nắng che mưa ngăn nhiệt độ nó ảnh hưởng vào trong nhà thôi nên là các tường xung quanh thì bao giờ mắc hôm cũng thi công là tường đôi còn là tường ngăn phòng là tường đơn đấy, có rất nhiều người nghĩ rằng là xây tường đơn để ăn bớt nhưng thực ra ăn bớt cái đấy nó ảnh hưởng đến công trình rất là lớn đấy, nó ảnh hưởng đến cái nhiệt độ chúng ta này cái chống ồn này À, nó chống giá rét hay là mưa nắng nó sẽ bị xuống cấp rất là nhanh và cái hồ sơ thứ ba tôi muốn giới thiệu đấy chính là hồ sơ về điện nước bởi vì trong cái video của chúng ta cái thời gian chúng ta không có nhiều nên là chúng ta không thể xem qua hết hàng trăm bản vẽ lớn bé khác nhau được à, cái điện nước này là một trong những bộ sơ rất là quan trọng À, nó không liên quan đến cái độ bền ngôi nhà hay là độ vững chắc của ngôi nhà nhưng nó lại liên quan đến các thiết bị những cái đầu ra của chúng ta nên là chúng ta phải cực kỳ quan trọng đến cái vấn đề mà bố trí những cái lộ những cái đường dây rồi là hệ áp của chúng ta với ngày nay thì chúng ta thi công nó khá là khoa học rồi Ngày nay thì chúng ta thường có những cái thiết bị nó đã tích hợp với lại át sẵn rồi. Khi mà hơi có hiện tượng chập cháy là nó đã nhảy át và át chúng ta bảo vệ cũng rất là tốt. Không như trước đây thì chúng ta chỉ chạy qua cầu dao và qua cầu trì khi mất điện là mất hết cả nhà. Với ngày nay thì chúng ta đã chia nhỏ cái không gian ra và cái đường dây nào chuyên đi cho cái việc chiếu bóng, ánh sáng là chúng ta đi dây bé. Còn lại những cái đường dây mà đi cho hút mùi bếp từ, điều hòa, tủ lạnh, tivi là chúng ta sẽ đi dây lớn. Dây lớn thì chúng ta vô tư sử dụng không bao giờ có hiện tượng chập cháy được và trong cái thiết kế ngày nay thì tôi khuyên quý vị và các bạn hãy nên sử dụng hộp kỹ thuật hộp kỹ thuật chúng ta đưa hết những cái đường ống nhiệt ống lạnh vào trong hộp kỹ thuật kể cả cái đường điều hòa chúng ta cũng đưa vào trong hộp kỹ thuật và bảo dưỡng định kỳ nó khoa học của nó sạch sẽ rất nhiều so với việc của chúng ta đi ra bên ngoài lộ thiên hay là đi âm ở trong tường Đấy, khi mà xảy ra sự cố chẳng lẽ lại trèo thang lên đúng không ạ nó vừa nguy hiểm lại nó không an toàn và nó cũng không bảo vệ được các đường ống của chúng ta một cách tuyệt đối rồi video ngày hôm nay thì tôi đã vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu nhà tôi đánh giá là rất là đẹp công trình này uh, uh, của gia đình chị len tại tứ kỳ khẳng định rằng xây xong là hàng xóm qua sẽ đánh giá uh, rất là cao và sẽ ký kết tiếp các hợp đồng với lại bác hôm Video ngày hôm nay thì tôi xin phép dừng lại tại đây thôi. Quý vị có bạn có nhu cầu thiết kế thi công chọn gói hãy liên hệ đến số của tôi 096 445 tám hoặc chín Quý vị có bạn lưu ý nhé hotline của bác Home chỉ sử dụng những hotline chính này thôi. Nên chúng ta tránh phải gặp phải những hotline giả mạo chúng ta hãy xác nhận lại khi mà chúng ta đăng ký ký kết hợp đồng thi công chọn gói hay là thiết kế. Hãy gọi đến các hotline của bác Home để xác nhận lại để đúng chính chủ là bác Home nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Gia đình tôi đã sử dụng thiết kế và thi công của Max Home để trang trí cho ngôi nhà của mình. Tôi cảm thấy rất hài lòng với chất lượng của Mac Home. Tôi yêu Max Home. Tôi đã từng sử dụng thiết kế và thi công của Max Home. Tôi rất yên tâm và hài lòng từ kiểu dáng thiết kế cho đến chất lượng thi công. Tôi yêu Max Home ngoại hình của ngôi nhà thấy một cảm giác thì nó mang cái sự khác biệt quả thật là với những cái nhà của miền tây thì em thấy cái cái vui đâu lại đi một tiếu để cho <laughs> anh... là... thịt... cha khi... lâu giờ quá cái ra rồi mà